Dấu hiệu cảnh báo bạn đang bị thiếu vitamin: đau nhiều gầu, có thể bạn đang thiếu vitamin B7, đau đầu, thiếu vitamin B6, B12, nổi mụn, thiếu vitamin B2, môi khô tróc, nứt nẻ hay có vết bầm, thiếu vitamin C, hay bị nhiệt miệng, có thể bạn đang thiếu vitamin B12, cơ thể mệt mỏi, thiếu vitamin D, thường xuyên bị chuột rút, thiếu vitamin B, D. Và mình là Trang, cùng nhau sống khỏe.